vợ chồng đoàn tụ. Dân mạng nhìn thấy Angela Baby thét lên kinh hoàng, bộ xương biết đi. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh kết hôn đã 6 năm, có một cậu con trai tên Tiểu Bọt Biển. Nhưng những năm gần đây dân mạng hay đồn đại về rạn nứt trong hôn nhân của hai người. Nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi đã ly hôn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, mới đây dân mạng đã được dịp xôn xao bàn tán vì có một số người đã chứng kiến cặp đôi đưa con trai đến Bắc Kinh du lịch. Có cư dân mạng đã đăng bài với tiêu đề "Tôi đã gặp Huỳnh Hiểu Minh và cậu bé Tiểu Bọt Biển khi đang ăn tối". Nội dung bài viết nói rằng anh ta gặp được cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh trong lúc đang ăn tối tại một khách sạn nổi tiếng ở Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 10. Anh ta đã thốt lên, má ơi, tôi chỉ đi ăn tối thôi mà cũng gặp được hai người bọn họ. Rất xin lỗi nhưng Angela Baby ở bên ngoài có làn da cực kỳ trắng và thân hình siêu gầy, cảm giác như một bộ xương biết di chuyển. Nhưng cư dân mạng cũng không quên khen ngợi Angela Baby, thực sự là cô ấy có làn da trắng sứ. Tuy vậy, cư dân mạng này chỉ kể bằng lời chứ không hề có bất cứ hình ảnh nào làm chứng cứ. Bên cạnh đó cũng có một số người xác nhận rằng Angela Baby đã có mặt ở Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 10. Ngoài ra cư dân mạng trên còn cho biết cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã không nói chuyện với nhau hay giao tiếp bằng mắt trong suốt quá trình dùng bữa. Vì vậy, mọi người đã đồn đoán rằng họ chỉ là tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đưa con trai đi chơi.